Kính thưa toàn thể vị và đón tiếp chương trình, Linh xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn An Nhiên, ca khúc được mang tên Mưa Qua Ngõ Nhỏ. Và với ca khúc này, xin mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Phương Trang. Người tình